What's up, what's up, what's up? Xin chào 500 anh em, chào mừng các anh em đã quay trở lại với channel của Boss Gear. Như các bạn đã nhìn thấy ở tiêu đề thì ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục đi mở hộp một chiếc bàn phím cơ mới. Và giá của nó phải nói là cực kỳ sốc, cực kỳ rẻ. Giá của nó chỉ có hơn 400 ngàn mà thôi, các bạn có thể tin được không? Nhưng mà nó lại là bàn phím cơ đấy. Ok, bây giờ mình sẽ cùng đi mở hộp luôn. Đó, các bạn có thể nhìn thấy cái hộp của nó khá là đơn giản, không có gì ngoài cái dòng chữ đó là Mechanical Keyboard, tức là bàn phím cơ. Đó, rồi để chúng ta mở xem ở trong có cái hộp, trong hộp có cái gì nhá. Rồi, ở phía bên trong thì chúng ta sẽ có thêm một cái kê tay được bọc riêng như thế này, và một chiếc bàn phím cũng được bọc ở trong cái túi luôn. Hết rồi, không còn gì cả, rất là đơn giản. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ quay lại chiếc bàn phím nhé. À mà quên, intro cái đã. Ok, và đây chính là chiếc bàn phím cơ của chúng ta. Nó sẽ gồm hai phần, đó là chiếc bàn phím và sẽ có một cái kê tay rời tặng kèm theo như thế này. Khá là ngon. Cái cảm giác đầu tiên mà khi mình cầm chiếc bàn phím này lên thì phải nói là nó rất là nặng. Cái bui của nó cực kỳ chắc chắn luôn. Khi mình cầm lên thì có cảm giác như cầm một cái cục tạ vậy. Lý do vì sao mà nó nặng như vậy thì mình xem thì ở phía bên trong này thì nó sẽ là một cái tấm kim loại khá là dày. Và xung quanh của nó khá hay là nó sẽ được bọc nhựa nha các bạn. Xung quanh của nó sẽ được bọc nhựa ở trên cái mép viền xung quanh này luôn. Đó, và chỉ có cái tấm ở giữa này là bằng kim loại mà thôi. Và cái tấm này cũng được sơn phủ lên một cái lớp khá là dày màu đen, đen cực kỳ đen luôn. Ở phía bên tay phải của chúng ta thì sẽ có cái logo của thằng sản xuất bàn phím. Và với cái màu chủ đạo của nó là hoàn toàn màu đen, không có pha trộn bất kỳ cái màu nào. Ở đây chúng ta sẽ dễ dàng nhìn thấy đó là một cái layout chuẩn 104 phím và có thể chơi được keycap thoải mái nha các bạn. Tuy nhiên thì về cái phông chữ của em này khá là to và thô. Nó khá giống với phông chữ của anh cột xe ấy, thì nó sẽ hơi to một chút, các cái chữ nó khá là to để cho cái led nó xuyên qua nhiều hơn. Mình lại không thích những cái dòng có cái phông chữ to như thế. Chúng ta sẽ có một cái thiết kế switch được lồi lên như thế này và các cái chân bàn phím sẽ cũng được sẽ lộ lên cao. Với cái thiết kế như thế này thì sẽ giúp cho chúng ta có thể dễ dàng vệ sinh bàn phím hơn. Ngoài ra thì cái độ cao của chiếc bàn phím này cũng khá là đáng kể nếu như mà bạn nào không quen. Khi sử dụng nếu mà không có cái kê tay này thì để lên thì nó sẽ hơi với một chút. Đó, thì cái tay của mình nó sẽ hơi với thì nó sẽ mỏi hơn. Tuy nhiên thì nhà sản xuất đã rất khôn ngoan tặng cho chúng ta một cái kê tay rời. Kê tay này thì rõ ràng là nó do là bàn phím giá rẻ cho nên nó sẽ không được trau chuốt cho lắm. Nó sẽ hoàn toàn là bằng nhựa mà thôi. Và nó sẽ có một cái lớp vân và sần ở phía trên này để chống trơn trượt. Ở phía mặt sau của chiếc kê tay thì chúng ta sẽ thấy là chỉ có 3 cái chân cao su như thế này. Không có gì đặc biệt đó. Và nó cũng khá dài nữa. Nó cũng vừa đủ để cho chúng ta có thể kê tay lên thoải mái như thế này. Quay lại chiếc bàn phím của chúng ta thì ở đây chúng ta sẽ thấy là cái bàn phím này khá cao, cho nên dây của nó sẽ được giấu ở phía dưới. Và nó sẽ có 4 cái chân cao su để mà chống trượt. Nó còn bonus thì chúng ta hai cái chân nhỏ lên nữa, khá là hay. Và vẫn sẽ có hai cái lẫy nâng hạ độ cao của phím. Cái lẫy này thì đầu của nó cũng được bọc cao su luôn, khá là ngon. Đó, bọc cao su như thế này chỉ giúp cho chúng ta khi bật cái lẫy lên thì nó vẫn rất là bám dính ở trên mặt bàn. Để mà lắp chiếc kê tay này vào trong chiếc bàn phím thì đầu tiên chúng ta sẽ lật ngược chiếc bàn phím lại như thế này. Và chúng ta sẽ lật luôn cả chiếc kê tay ta để kê vừa dưới lên cho nó vào cái khớp ở trong. Đó, khi nào các bạn nghe thấy cái cạch là được. Và khi đó khi mình lật chiếc bàn phím lại thì chiếc kê tay đã nằm chắc chắn ở trên chiếc bàn phím rồi. Không thể nào bị xê dịch được nữa. Đó. Và khi mình để kê tay vào thì mình đưa tay lên nó khá là vừa. Và nó sẽ giúp cho cái tay của chúng ta đỡ mỏi hơn rất là nhiều so với nếu như mình không có gắn kê tay. Một điểm cộng cho một chiếc bàn phím cơ giá rẻ. Về phía dây cáp của em này thì sao? Dây cáp của em này thì rất tiếc là nó sẽ không được bọc nhù, tại vì nó là phân khúc giá rẻ mà. Tuy nhiên thì nó vẫn được hỗ trợ, đó là cái loại nhựa khá là dày. Cái dây của nó khá là dày chắc chắn lắm. Và nó vẫn có đầu chống nhiễu. Và cổng USB thì sẽ không được mạ vàng, đó là điều tất nhiên. Dây của nó cũng khá là dài, khoảng tầm 1,8m. Cái cáp của em này thì sẽ là cây cáp Double Shot xuyên led, giúp cho chúng ta có thể sử dụng trong thời gian rất là dài mà không bị bay chữ. Đồng thời là cũng sẽ giúp cho đèn led xuyên qua khá là đẹp. Và những cái keycap này thì hầu hết các bàn phím cơ đều được trang bị rồi, không cần phải bàn. Hiện tại chiếc bàn phím cơ này thì đang sử dụng đó là Blue Switch của ZWH. Và chiếc bàn phím cơ này hỗ trợ cho chúng ta có thể thay nóng switch trực tiếp trên bàn phím này luôn. Chỉ cần có một chiếc nhổ switch mà thôi, rất là đơn giản. Tuy nhiên, chúng ta phải kiếm được những chiếc switch nào mà gắn vừa. Nếu như mà switch nó cao hơn thì nó sẽ lồi hơn so với những cái switch khác. Thì cái đó cũng cơ bản thì nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều.
Về Blue Switch này thì bấm nghe tiếng cũng khá là thích, rất là to. Và con JWH này thì nó cũng làm ở trên Amcool mà mình đã từng giới thiệu trước đây. Tí nữa thì mình sẽ cùng test hiệu năng và cũng như là cho các bạn nghe cái tiếng gõ của em này nha. Bây giờ chúng ta sẽ sang một cái phần tiếp theo cũng rất là đáng chú ý là cái hệ thống đèn LED. Em này đang sở hữu cái hệ thống đèn LED Rainbow thôi. Mình sẽ tắt đèn và cho các bạn xem. Ok, sau khi mình đã tắt bớt đèn ở trong phòng đi thì các bạn có thể nhìn thấy cái hệ thống đèn LED của nó lên khá là đẹp. Là LED Rainbow cho nên là nó sẽ chỉ có mỗi hàng một màu mà thôi, không có thay đổi được cái màu sắc ở phía trên cái bàn phím. Tuy nhiên thì nó vẫn hỗ trợ cho chúng ta được các cái chế độ đèn LED. Và cách chỉnh chế độ đèn LED thì khá là đơn giản thôi. Chúng ta ấn FN cộng lên hoặc là xuống để tăng giảm độ sáng. Ấn FN cộng Insert để thay đổi chế độ LED. Con này thì có khá là nhiều chế độ LED, tuy nhiên thì cái chế độ LED của nó chỉ có sáng theo hàng như thế này. Tức là nó sẽ sáng từng hàng một, chứ không có sáng từng nút như những chiếc bàn phím cơ xịn sò khác. Tại vì con này thì giá của nó khá là rẻ rồi, nên là mình không thể đòi hỏi nhiều hơn. Để mà tăng tốc độ chạy LED thì chúng ta ấn FN cộng với lại phím qua bên phải, hoặc là giảm thì FN ấn qua trái mà thôi. Ok, bây giờ mình sẽ show cho các bạn xem các cái chế độ đèn LED của em này nhé. Như vậy là mình đã vừa show cho anh em các cái chế độ LED của em này. Tuy nó không được đẹp nhưng với tầm giá tiền như thế là quá ok rồi. Mình còn hơi bất ngờ với nó là vì nó còn có LED cơ. Thường mà trong giá này nó sẽ không có LED đâu. Bây giờ mình sẽ sang một cái phần không kém quan trọng, đó chính là test cái tiếng kêu cũng như là hiệu năng gõ của em này nhé. Như các bạn đã thấy thì do em này đang sử dụng Blue Switch nên tiếng gõ của nó khá là đanh và rất là to. Con này là một trong những cái con mà mình thấy cái tiếng gõ của nó to và nó đanh như vậy. Nó sẽ rất là thích hợp cho những cái bạn nào mà mới tập tành sử dụng phím cơ thì thích có cảm giác gõ to và nghe thấy tiếng nó đầm. Nghe nó đã tai, vừa đã tai lại còn vừa đã tay nữa. Tuy nhiên thì cái điểm yếu của em này đó là những cái nút như là nút cắt đây thì nó vẫn cần nghe khá là lọc sọc, không có chắc chắn. Cũng đúng thôi, tại vì với tầm giá tiền này mà dùng phím cơ thì có lẽ là khó có thể đòi hỏi được một cái bui cao cấp. Nhưng đánh đổi lại thì chúng ta sẽ có cái cảm giác bấm rất là nảy và cũng như là rất là chắc tay. Con này bấm khá là nặng so với lại những cái con Blue Switch khác. Như vậy là mình đã vừa mới đi review xong một chiếc bàn phím cơ giá rẻ khác đến từ Boss Gear. Và chiếc bàn phím cơ này hiện tại đang bán tại shop với giá chỉ có khoảng hơn 400 ngàn mà thôi, khá là ngon. Và mình sẽ có bán cả trên Shopee nữa. Nếu mà các bạn muốn mua thì có thể nhấp vào link ở phía dưới phần mô tả nhé. Chúng ta sẽ chốt lại những cái ưu điểm và cũng như nhược điểm của em này. Thì đầu tiên chúng ta phải kể đến một cái ưu điểm, đó chính là cái giá thành. Cái giá thành của em này thì quá là tốt. Chúng ta sẽ có một cái bui cực kỳ chắc chắn. Đó, cái bui của nó phải nói là rất là chắc và rất là nặng luôn. Mình cầm lên chắc cũng phải hơn 1 kg đấy. Và chúng ta sẽ được tặng kèm thêm một chiếc kê tay dài vừa đủ để sử dụng nữa, quá là ngon nghẽ. Tất nhiên thì đây vẫn sẽ là bàn phím cơ sử dụng Blue Switch, rồi có cây cáp double shot, dây cáp ngon, tuy thì nó không được bọc dù mà thôi. Ngoài ra thì điểm yếu của em này đó là hệ thống đèn LED của nó không được ngon cho lắm, không có nhiều chế độ đẹp như những con kia. Tuy nhiên thì nó vẫn có đèn LED cho chúng ta sử dụng vào trong ban đêm. Như vậy là ok trong cái tầm giá tiền này rồi. Các bạn thấy sao về chiếc bàn phím này? Nếu như mà có ý kiến gì thì hãy để lại ở phía dưới phần comment của video này nhé. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu các bạn thấy video này hay, hữu ích thì hãy nhớ like và share giúp cho admin nhé. Và nếu như mà các bạn muốn xem thêm các video về gaming gear tại Boss Gear thì các bạn có thể xem các video phía bên tay trái đây, hoặc là các video phía bên tay phải đây. Và đừng quên bấm subscribe giúp cho kênh Boss Gear nhé. Cảm ơn các bạn. Bye bye.